Chúng ta nhìn từ xa cái tổng thể của cả mối cây, nó là một cái khối cây. Thế thì hiện nay chúng tôi đang xử lý là để cho cái phần đầu kia nó mềm hơn một chút nữa, nhưng mà phải là kỳ sau, bởi vì bây giờ mới đang định hình của cái khung đầu thôi, để cho tạo thành một cái khối đầu của một cái cây cổ thụ nó được khỏe. Cái này sau một thời gian trồng lại để lấy thêm các cái dữ liệu từ những cây tán đĩa. Bây giờ chúng tôi bước vào cái khâu tạo tác, chuyển dáng cho cây nó có hồn tự nhiên nhất với phương pháp làm chuyển chi theo bông tản vân. Như vậy cho nên là cần phải nuôi những cái dữ liệu như này rất quý. Với một cái thân đại thụ thì tạo ra được những cái bóng dáng cho cây nó la đà cổ kính. Thưa quý vị, người thực hiện sẽ là anh Quang. Ta phải rõ ra những cái nét đẹp nhất trên cái nét da bề mặt của cái chủ thể cây. Đấy, bây giờ phải dọn sạch tất cả những thứ còn đang lươm tươm ở trong cái gầm, rồi kẽ lá, những cái lá già quá nó dễ chết thì phải bỏ đi, chứ cũng không tiếc làm gì cả, bởi vì lá già rồi cuối cùng nó cũng sinh ra sâu bệnh. Chủ người ta làm theo cái lối bông đĩa, cho nên là trông nó bị nặng nề và mất đi cái vẻ đẹp từ cái nét thân cho đến nét tay, rồi các cái chi chuyển, cái đường chuyển. Thế người ta cứ cắt đĩa tròn rồi đĩa to đĩa bé trên cây, cho nên là nhìn cái về mặt thẩm mỹ là nó bị cứng, nó trông như một cái cây nhựa. Tôi bước đầu tiên là bây giờ tôi tạo tác lại và tạo hình lại cho coi như là một bộ quần áo mới. Sau đấy thì một hai lần cắt nữa thì nó sẽ nhập nhòa được cái bóng dáng của cái khối lá tản vân. Đấy. Thì nói các bạn từ bước một, đây là cái bước gọi là định hình lại để chia lại các mảng để đưa vào cái sườn của tự nhiên. Để nó lộ chi dăm ra thì mình sẽ thu lá đúng không anh? Đúng rồi. Để thu lá. Mình cũng thu ở mức độ vừa phải. Bởi vì mỗi người có một cái kinh nghiệm tạo tác riêng. Nên ở đây thì tôi có rất nhiều cái phương pháp khác nhau. Thứ nhất là bây giờ là sẽ phải điều chỉnh để cho cái hướng đi của các cái trục này nó mở ra. Để khi chúng ta xem một cái cây, hiện nay chúng ta đang bị che mất đây. Ngang tâm cây thì đang bị che mất, tất cả một cái khối ngọn này đang bị che mất, đấy, bị nặng nề. Đấy thì chúng ta sẽ phải làm rõ được ra và để mở được ra những cái đường chạy của cái thân và cái cổ. Tức là mình phải làm nổi bật cái đường đi của đúng thân rồi, chính. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Cây muốn khoe cái gì thì khoe, thì nhưng mà phải khoe được nhất chân, thân, cổ, cành, chi chuyển chi, ngón, dăm. Đấy, lên bộ đế là có ngón và bắt đầu chia thành dăm, các cái dăm nhỏ. Đấy, để từ xa chúng ta thấy bóng dáng của một cái cây, đến gần chúng ta nhìn thấy cái cốt cách là gì? Là những cái dữ liệu như thế. Đấy, để mô tả một cái cây. Đúng.
ra đây đẹp lên bao nhiêu. Lần này mới dùng kéo, mấy lần trước toàn dùng tay không. Thưa quý vị, để thực hiện chỉnh sửa lại cây xanh này thì có anh Toàn. Thế là bây giờ mình sẽ dùng phương pháp là níu, vít. Đây chúng ta sẽ dùng các cái thủ pháp khác nhau, từ cắt rồi vít. Như chúng tôi không sử dụng phương pháp mà phẫu hay là cưa thẹt để điều chỉnh cái đường đi của dữ liệu. Phương pháp vít này thì nó có ổn định về hướng hoặc là về các cái bóng tương lai không anh? Có chứ, ổn định chứ. Thứ nhất là nó còn phụ thuộc vào cái chúng ta định hình, và sau đấy thì chúng ta vít và có những cái tác động thêm trong từng lần quá trình, thế nó mới gọi là công phu. Đấy, bởi vì về lịch sinh trưởng của cây thì bao giờ nó sẽ bật và nhả lên. Đấy. Đấy là quy luật tự nhiên của một cái cây thông thường này thôi. Thế còn đâu bóng dáng của cây tự nhiên thì nó phải la đà. Đấy, tức là chịu nặng ở các đầu ngọn lá cuối cùng. Đấy là về tổng thể của mỗi cây tự nhiên, là bao giờ nó có bóng dáng. Thêm tí nữa nhé. Đây chúng ta phải mở ra được thấy các cái nét đẹp, tuy nhiên các cái khỉu này phải được phơi ra chứ chúng ta không thể là che đi cả. Khi cắt cái đấy thì cái khoảng này nó sẽ sâu đúng không? Đúng rồi, sâu. Nó gọi là không gian đa chiều. Người ta được gọi là không gian đa chiều. Chúng tôi làm thì thông thường là chúng tôi sẽ bảo vệ được các cái mạch sống, cố gắng bảo vệ các mạch sống của cây. Thế nên là phải có các cái đệm để giữ các cái mạch sống của các cái từng cái chi tiết nhỏ. Vì hiện nay rất nhiều người làm rất ẩu, là người ta không có đệm để bảo vệ lấy cái mạch sống của cây. Cho nên là cũng khuyến cáo là mọi người là nên cẩn thận với một cái thực thể sống như này, vì cây còn lớn. Cái đệm này cũng là dễ sưu tầm các bạn nha. Đấy, đây chúng ta nhìn này. Cái này là chỉ là một cái ống nước. Đấy, nhưng mà cái công dụng của nó cũng rất là ghê gớm. Khi điều chỉnh như này thì chúng ta phải nghe đến cái lực của cái từng cái dăm ngón lên một. Nếu không là chúng ta sẽ làm hỏng, và phải có những cái định hướng lái từ từ, cũng không ngay một lúc được. Thế cho nên là nhiều người bây giờ muốn định hình ngay để cho đẹp ngay, thế nhưng mà về sinh trưởng của cây là không nắm được. Đấy, cây nó đang cứng hay là cây nó đang mềm thì chúng ta lại đang bị bỏ đi. Bỏ. Phải cứ bắt ép cây nó phải theo. Đương nhiên là chúng ta tạo hình là phải bắt ép rồi, nhưng mà cưỡng bức quá là không nên. Em gặp phải một số các cái vấn đề mà anh em đang thường hay hỏi em là cái mùa đông này thì có nên cắt sửa hoặc là thay lá đấy. Thường thường là anh em hay hỏi câu đấy, thì anh có thể chia sẻ
Thứ nhất là như thế này, đối với tùy cơ thể một hay là với từng cái cây một, đây chúng ta gọi đây là một cái cơ thể, thì với cây xanh này thì giữa mùa đông nhưng mà vẫn bật các cái lá non như thế này, dưới đế lá xanh già, là thể lực cây rất khỏe thì chúng ta có thể làm được. Và khi chúng ta làm được như thế này, điều chỉnh, đây là các cái bước điều chỉnh để tạo mảng khối cho cây, thì không ảnh hưởng lớn đến gọi là các cái cơ khớp trục, các cái trục đi không phải phẫu thuật hay là điều chỉnh gì, thì thể lực cây nó vẫn đáp ứng tốt. Quan trọng là mình phải nuôi khỏe và hiểu thế nào để một cây nuôi khỏe, thì cái đấy là cần phải có kinh nghiệm cũng như là phải được sự trau dồi rất kỹ thì mới nắm được cái thể lực cây. Ở đây chúng tôi thì có những cái dòng cây mà mọi người rất sợ, thế nhưng mà chúng tôi vẫn điều chỉnh giữa mùa đông phát triển như vũ bão. Ví dụ là phi lao, me phi lao vẫn bật mầm. Tường vi này đúng không? Kể cả tường vi. Cái chế độ dinh dưỡng cho mùa đông nó có khác so với các cái dinh dưỡng ở một các cái mùa khác không anh? Cũng có, tức là bắt đầu vào đến thu thì chúng ta sẽ phải cho ăn tốt, thì cây nó có thể lực thì nó sẽ phát trong mùa đông. Tức là bắt đầu mùa thu thì là cây bắt đầu bị kém. Thế người ta gọi là cây ngủ đông đấy hả? Một số loại cây ngủ đông. Bắt đầu bị hanh khô thì đầu lá nó sẽ bị co. Lúc này thì lượng nhựa nó sẽ ít hơn đúng không anh? Lượng nhựa nó sẽ ít hơn. Thế nhưng mà nếu cho ăn được tốt thì cây, cái chất lượng cây với cả các cái răm lá của nó sẽ rất là khỏe và nó cứng cạn, thì sang mùa sau nó lại phát triển tốt hơn. Không cắt ngang đầu lá nhé. Đây thưa các bạn, tức là mình sẽ không cắt ra cắt ngang đầu lá. Đỡ phần không cắt ngang đầu lá. Tóm lại là như thế. Tức là mình sửa như vậy, không cắt ngang đầu lá thì cái cây nó cảm giác nó không bị can thiệp, tác động can thiệp rất mạnh đúng không? Đúng rồi, và nó thâm đầu lá rất sâu. Cái tình trạng hiện nay em cảm thụ thấy đó là một số dòng xanh, ví dụ như xanh Nam Điền này, là cái tình trạng khi cây được hoàn thiện rồi ấy, thì do là anh em chúng ta chơi là tác động và cắt giật quá nhiều phần ngọn, dẫn đến là nó có hiện tượng là xù ngọn. Đấy thì cái đấy là lỗi do người tạo tác thôi. Vậy thì không biết phân bổ. Vậy ở phương pháp làm như thế này là đã cải thiện hoàn toàn các cái tức là vấn đề đấy đúng không anh? Là khi chúng ta làm thì chúng ta phải hiểu được là cái nào cần nuôi và cái nào không cần nuôi. Thế thì về đấy thì là phải học rất kỹ để nhuần nhuyễn từng sinh trưởng của từng dòng một, chứ cũng không phải là chúng ta cứ thích mà làm. Bây giờ mình học đến chữ A, chữ B, học đánh vần mà mình đã nhảy sang hát rồi thì thứ nhất là sai nhịp, sai điệu. Đấy thì anh em thì là cần nên học lại về cái thuộc tính của cây xanh để làm sao nuôi một cây đảm bảo độ già và khỏe, chắc cây. Thưa quý vị và các bạn, sau khoảng 10 phút thôi nhưng mà anh Quang đã bộc lộ rất là rõ các cái chi cành này, nhìn nó thoáng hơn rất là nhiều, phơi được cái gầm. Đây là chúng ta sẽ vào thêm
công đoạn mà anh Quang đang xử lý cái cành này bằng phương pháp uốn dây kẽm đấy, lồng dây kẽm. Sẽ có sử dụng dây nhưng không lạm dụng để định hướng. Thế là chiếm rất là phần nhỏ thôi đúng không? Tùy vào những cái tùy từng cây và tùy từng cốt cắt thì chúng ta sẽ nạp cần thì mới là, không phải xử lý chỗ nào cũng là. Làm tốc độ quan trọng, nó đạt được cái gì. Tốc độ thì cứ cho kéo bằng cát như hàng rào là xong. Ngon. Để ngoại trừ mấy cái cây gọi là ngày xưa các cụ hay buộc bò, trâu bò ấy, mỗi ngày nó gặm mắc phát thì rụt lại chưa giáp ra. Cái phương pháp mà vào dây này, nếu theo anh thì hai cái dây như này thì anh có thể chia sẻ thêm làm thế nào để nó cộng lực mà nó không bị trở dây, tức là thứ nhất là phải tính được cái đường xoáy, và cái thứ hai là phải tính trước là cái hướng đi của cái cành. Thế cho nên là phải kết hợp được với nhau, thì cái này nó gọi là phải tập luyện rất nhiều thì mới nắm được, tức là về cái cơ bản của cái đi dây thép, dây kẽm thì là phải nắm được rất tốt thì bắt đầu mới làm được. Đấy, chứ còn không thì người ta cứ phải cuốn chằng chịt vào thì... và không dây trồng dây. Trục này ra. Lúc đầu là nó có cái cành dương này đúng không? Đúng rồi, che chắn. Che. Thì chúng ta phải mở ra. Rồi, thưa quý vị và các bạn, đây, hai anh Toàn và anh Quang đang tập trung chỉnh sửa. Em thấy đây nó có một cái cành này anh nên để hay đang cành? để lửng. Để tí nữa mình sẽ điều chỉnh thêm vào. Đấy. Thứ nhất là bây giờ mình đang dọn đường để mình làm. Mình mở các cái trục này ra. Đấy, cái sau đó thì mình sẽ phải đưa phủ về để cho nó nhòa với nhau từng cái khối một để cho nó hợp lý. Bây giờ mình phải mở toàn bộ cái khung này ra để cho người sở hữu cũng như là người chiêm ngưỡng người ta biết được là cái cốt của cái tay này cũng là rất là quý, là bởi vì nó cái tỷ lệ nó tương đương với cái điểm chuyển cổ. Đấy, tương đương với điểm chuyển cổ cây cổ thụ thì tỷ lệ cành so với thân, cành càng to bao nhiêu, chi tiết càng lớn bao nhiêu thì càng lộ rõ cái vẻ hùng vĩ của nó.
đi thoáng rất là nhiều. Thưa quý vị, sau khi chỉnh thì cái bóng rất là rõ ràng, mạch lạc, đường chuyển nhẹ nhàng. Đã phô toàn bộ các cái đường chạy này. Đấy, đường chạy rất là đẹp. Mới dọn qua thế đấy. Dọn. Các bạn, sau quá trình mất mấy ngày anh nhỉ? Cái này không liên tục đúng không? Không liên tục. Đấy, không liên tục. Thì... Đấy. Đúng không? Thì tác phẩm, tức là mình đã tạm thời là tác phẩm rồi. Hay là sản phẩm? Bây giờ thì bắt đầu có hơi hướng của tác phẩm, nhưng mà mình vẫn cứ gọi là tạm là sản phẩm thôi. Ok. Đấy. Vậy là thưa quý vị các bạn, là lúc đầu chúng ta thấy là các cái bóng nó dày mi rồi mịt đúng không? Đúng rồi. Đấy, sau khi mà đã được chỉnh sửa từ anh Quang và anh Toàn thì cây đã trở nên là khá là tự nhiên. Đấy, thì đây là cái đoạn video mà nếu bạn xem từ đầu đến cuối thì bạn sẽ cảm nhận rất là rõ. Đấy. Trước tiên là chúng ta phải nhìn từ xa, ngắm một cái cây chúng ta lại phải có một cái chiều không gian. Tức là chúng ta nhìn từ xa cái tổng thể của cả mối cây, nó là một cái khối cây. Thế thì hiện nay chúng tôi đang xử lý là để cho cái phần đầu kia nó mềm hơn một chút nữa, nhưng mà phải là kỳ sau, bởi vì bây giờ mới đang định hình của cái khung đầu thôi, để cho tạo thành một cái khối đầu của một cái cây cổ thụ nó được khỏe. Đấy, cái bóng bên này là rất là tự nhiên, thoáng. Đến khi mà cây này nó mở lá ra thì toàn bộ các cái đường đẹp này của nó sẽ được phơi ra. Sau đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu là tiếp tục là chỉnh sửa với cái phần giam sau. Đây là cây tôi sửa theo kiểu tứ diện, cho nên là chúng ta có thể đi vòng quanh, có thể xem cũng được cái diện chính của cây. Rồi, video xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn thật vui vẻ. Đây là anh Quang, anh thực hiện tác phẩm. Xin chào cả nhà, chúc các bạn thành công nhé.